Trung Quốc thực sự hoảng hốt khi tòa án quốc tế ở La Hague cho biết ngày 7 tháng 7 này sẽ công bố kết luận vụ án Biển Đông do Philippines khởi kiện 2 năm nay, và tiết lộ cho biết Philippines thắng kiện vì cung cấp đầy đủ một bộ hồ sơ có 7.000 trang tài liệu về chứng cứ lịch sử, trong khi phía Trung Quốc từ chối đến tòa tranh tụng và cũng không cung cấp tài liệu gì có giá trị ngoài những khẳng định mang tính chất vũ đoán vô căn cứ. Chính quyền Tập Cận Bình hiện rất lo sợ vì kết luận của tòa án trọng tài quốc tế có giá trị pháp lý toàn cầu rất cao và được Liên Hợp Quốc thừa nhận, cả thế giới tôn trọng. Tập vốn là kẻ rất chăm lo đến danh dự quốc gia, vốn đã cực thấp trên trường quốc tế. Và nay, muốn nhục tháng 7 năm 2016 sẽ tới khi tòa án quốc tế kết luận là Philippines thắng kiện, nước Trung Quốc thua kiện, cái lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông sẽ bị cắt đứt. Rất có thể tòa án sẽ kết luận thêm rằng đảo Scarborough cách Philippines 120 hải lý và cách xa Trung Quốc 500 hải lý sẽ là thuộc chủ quyền của Philippines. Tập Cận Bình lên cơn điên cũng là lẽ thường tình. Cơn điên thường đi liền với cơn liều. Do đó mà các đảo họ chiếm của Việt Nam và Philippines sẽ được gia cố vững chắc thành hệ thống căn cứ quân sự ngày càng rộng lớn, với doanh trại, hầm ngầm, sân bay, trạm radar, đèn biển và càng sâu. Với sáng kiến mới nhất là Trung Cộng xây dựng một lực lượng dân quân trên biển, bao gồm hàng chục vạn ngư dân được huấn luyện quân sự, trang bị xuống trên hàng ngàn thuyền đánh cá, đi kèm theo là hàng ngàn tàu quân sự cỡ nhỏ do bộ đội địa phương cấp huyện, cấp tỉnh chỉ huy, thành một lực lượng du kích trên biển vươn xa, vừa vô vét tôm cá vừa khẳng định chủ quyền trên những vùng biển rộng lớn không giới hạn. Và cuối cùng là thao diễn quân sự kèm theo động viên các quân nhân hải quân tái ngũ, thao diễn quân sự bắn đạn thật trên biển và rất có thể nhân đây áp dụng luôn cuộc chiến tranh điện tử đang ở thời kỳ thí nghiệm. Trên máy bay mang theo thiết bị áp chế điện tử, radar dẫn đường, truyền tin, hệ thống định vị tọa độ đường bay. Hai máy bay Việt Nam rơi có thể là do chiến tranh điện tử, hay còn gọi là chiến tranh bởi các con số, do các trạm radar trên đá châu Viên gây ra. Theo tham vọng đó, một số tướng lĩnh quân đội theo phái Diều Hầu đã chủ trương một cuộc chiến tranh chớp nhoáng đối với Việt Nam mà không phải là một cuộc chiến lâu dài, vì mục đích là làm cho tiềm lực quân đội Việt Nam yếu đi, cần dạy cho Việt Nam một bài học thứ hai sau đòn đo những năm 79, vì nếu để lâu ngày, Việt Nam sẽ lớn mạnh về quân sự, vì vậy cần phải đánh ngay vào lúc này khi Việt Nam còn yếu. Những tướng lãnh theo cánh Diều Hầu này trong quân đội Trung Cộng hiện nay còn đưa ra hẳn một kế hoạch cho cuộc chiến tranh chớp nhoáng này. Chỉ cần 200 máy bay, 100 hỏa tiễn, 10 tàu ngầm và 20 sư đoàn đóng ở biên giới đề phòng bất chắc, cuộc chiến chủ yếu sẽ là không quân, hỏa tiễn và hải quân. Các tướng lãnh này dự đoán Việt Nam hiện có khoảng 40 chiến đấu cơ thế hệ 4 như Su-30, Su-27, 6 tàu ngầm Kilo, một số cụm tên lửa phòng thủ bờ biển Bison cùng 15 sư đoàn. Với một cuộc không chiến và hải chiến chớp nhoáng mà có thể tiêu diệt được 1/3 lực lượng quân sự của Việt Nam, tức là tiêu hủy vào khoảng trên dưới 10 máy bay, 2-3 tàu ngầm và 24 sư đoàn thì đã là quá thành công, dù giá phải trả có cao đi chăng nữa. Bên cạnh đó, cho đến ngày hôm nay, tình báo Trung Cộng trải khắp Việt Nam biết rõ đâu là nơi đóng quân, đâu là chỗ ẩn náu, hệ thống gián điệp dày đặc, các công trình xây dựng trái phép ngay trên đất Việt Nam ở các vị trí hiểm yếu gần sân bay, cảng biển, không biết đâu mà tìm. Tất nhiên, khi có ý định cho Việt Nam một bài học thứ hai, những tướng lãnh Diều Hầu này không phải là không nghĩ đến phản ứng của thế giới, nhất là Mỹ. Khi chiến tranh chớp nhoáng Việt Trung xảy ra, thì Mỹ sẽ phản ứng như việc tố cáo Trung Cộng vi phạm luật lệ quốc tế, xây cất trái phép lên những hòn đảo chiếm của Việt Nam. Mỹ cũng có thể đi xa hơn, đó là không quân, hải quân tiêu diệt những căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Mỹ sẽ ngừng ở đây, theo tiên đoán của một số nhóm Diều Hầu, bởi trong lịch sử khi Kim Nhật Thành trả quân xuống Nam Hàn vào những năm 1950, thì Mỹ chỉ đổ quân để lùi quân của Kim tới sông Áp Lục, ý kiến thứ 36, nhưng quân ở đó không dám dùng nguyên tử đánh tiếp Trung Cộng, theo lời đề nghị của tướng Mark Eaton, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên. Vấn đề Trung Cộng đánh hay không đánh Việt Nam, chúng ta không thể nhìn theo con mắt hữu lý của lịch sử. Nếu theo trường phái hữu lý, thì Hitler đã không bao giờ dám gây chiến với Anh, Pháp và những ý chiến không xảy ra. Trung Cộng không bao giờ dám dạy cho Việt Nam một bài học năm 1949, khi trước đó Đảng Cộng sản Việt Nam mới ký một hiệp ước tương hỗ quân sự với Liên Xô. Theo đó, một trong hai nước bị nước thứ ba tấn công thì nước thứ hai phải có nhiệm vụ giúp đỡ nước thứ nhất. Vâng thế, lúc đó đang có hàng mấy chục sư đoàn Liên Xô đóng ở biên giới phía Bắc Trung Cộng. Thế mà Trung Cộng và Đặng Tiểu Bình dám gửi quân qua biên giới, dạy cho Đảng Cộng sản Việt Nam một bài học. Ngày hôm nay, đánh hay không đánh Việt Nam, vấn đề đó không thuộc trường phái hữu lý của lịch sử, mà nó tùy thuộc vào cá nhân của Tập Cận Bình. Khi mà ông này được nhiều người ví với Hitler, việc ví này không phải là không có lý do. Việc Tập Cận Bình dám đi Hitler gây ra đại chiến thế giới thì không chắc, nhưng rất có thể họ tập sử dụng không quân, hải quân, làm một cuộc chiến tranh chớp nhoáng dạy cho Việt Nam một bài học thứ hai như Đặng Tiểu Bình.
Vì có một điều trùng hợp là vào thời đó họ đang tranh giành quyền lực khốc liệt với Hoa Quốc Phòng, thì ngày hôm nay họ Tập cũng đang tranh quyền khốc liệt với phe Giang Trạch Dân, dùng xuất khẩu nội loạn để tranh giành quyền hành, để giữ củng cố quyền hành. Điều này thường xảy ra trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam luôn là một nạn nhân quen thuộc. Khi ngày phán quyết của vụ kiện sắp tới, Bắc Kinh đã lên tiếng khẳng định rằng nội dung trọng tâm của vụ kiện trọng tài là chủ quyền lãnh thổ đối với một số cấu trúc trên biển ở Biển Đông. Vụ kiện nằm ngoài phạm vi của UNCLOS, đồng thời nhiều lần lặp lại rằng Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa án. Thêm vào đó, Trung Quốc tiếp tục chiến dịch tuyên truyền nhằm khẳng định chủ quyền lịch sử với vùng biển này bằng việc yêu cầu cơ quan thông tấn quốc gia Tân Hoa Xã liên tục đăng tin, đăng bài thể hiện quan điểm của Trung Quốc với tần suất dày đặc. Tuy nhiên, dư luận quốc tế nhận định rằng những quyết định của tòa sẽ chống lại quan điểm của Trung Quốc. Earl Graham, chủ tịch chương trình an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy Australia, nói: "Tôi không khẳng định chắc chắn 100%, nhưng đa số dư luận đang đứng về phía Philippines." UNCLOS là gì? Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển, gọi tắt là UNCLOS, được ký kết vào năm 1982, quy định quyền và trách nhiệm của các nước trong việc sử dụng biển, thiết lập hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường và cải thiện quản lý các tài nguyên thiên nhiên đại dương. Trong vụ kiện Biển Đông, phần quan trọng nhất trong UNCLOS là định nghĩa chính xác những thực thể mà mỗi quốc gia kiểm soát. Một quốc gia kiểm soát một đảo sẽ có hải phận 12 hải lý cũng như vùng kinh tế đặc quyền EEZ lên tới 200 hải lý. Quốc gia này được phép khai thác tài nguyên trong vùng EEZ đó. Một đá sở hữu bởi một quốc gia cũng tạo ra hải phận 12 hải lý, nhưng không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế, theo UNCLOS cho biết. Trong khi đó, một bãi cạn nửa nổi nửa chìm sẽ không có giá trị chủ quyền. Những khái niệm không rõ ràng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông và trong vụ kiện của Philippines nhắm vào Trung Quốc. Điều này cũng lý giải vì sao các quốc gia liên quan tuyên bố sở hữu các đảo và đá ở vùng Biển Đông để hợp pháp hóa những yêu sách của mình. Cả Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đã tham gia ký công ước UNCLOS, nhưng cũng có nhiều quốc gia không tham gia ký, bao gồm cả Mỹ. Vì sao Biển Đông lại trở thành vấn đề nóng? Biển Đông là một trong những khu vực nhạy cảm chính trị nhất trên thế giới. Phán quyết của PCA sẽ là lần đầu tiên một tòa án quốc tế xét xử về những yêu sách chủ quyền chồng lấn ở khu vực. Ít nhất có 5 quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Đã nhiều lần các đụng độ xảy ra giữa quốc gia tranh chấp, trong đó có vụ va chạm giữa tàu chiến lớn nhất của Philippines với một tàu tuần dương của Trung Quốc khi tàu này đang tìm cách rượt đuổi ngư dân Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Nếu Bắc Kinh cố tình phớt lờ hoặc chống lại quyết định của tòa án, các chuyên gia cho rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng tới sự ổn định trong khu vực và hòa bình ở vùng biển vốn đã không mấy yên ổn. Biển Đông cũng là hành lang giao thương quốc tế với giá trị thương mại hàng hải lên tới 5.300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Phán quyết của tòa án giải quyết được điều gì? Về mặt pháp lý, Trung Quốc không thể chối bỏ phán quyết của PCA vì có thể xảy ra những hệ lụy về mặt ngoại giao nếu nước này không tuân theo phán quyết. Người ta nói rằng Trung Quốc không tuân theo phán quyết chính là tự phá hoại vị thế mà nước này đang theo đuổi để duy trì một trật tự có luật lệ. Iron Story, nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, nhận xét như thế, đồng thời cũng cho biết thêm, vì thế hậu quả chính là danh tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ không có các biện pháp mạnh mẽ nào để buộc Trung Quốc phải thực thi nó. Lực lượng của Liên Hợp Quốc không thể can thiệp buộc Trung Quốc phải thực thi những điều khoản trong phán quyết. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho biết, sau khi phán quyết được đưa ra, phía Philippines có thể trở lại các tòa án khác của Liên Hợp Quốc và đề nghị những biện pháp khác cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, buộc nước này phải thực thi. Nhưng một điều quan trọng khác cần ghi nhớ là tòa án không có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan tới chủ quyền của các đảo và đá ở Biển Đông, vấn đề cốt lõi của cuộc tố tụng. UNCLOS chỉ giải quyết các vấn đề liên quan tới vùng biển xung quanh chúng. Về cơ bản, phán quyết giúp làm rõ UNCLOS, làm rõ việc Trung Quốc đã hiểu sai, áp dụng sai UNCLOS và từ đó bác bỏ cơ sở pháp lý trong tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, giúp xác định cái gọi là bản đồ đường chín đoạn hay đường chữ U, đường lưỡi bò vô giá trị. Global Times kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra ở Biển Đông
một tuần trước khi PCA ra phán quyết đường lưỡi bò. Mặc dù Trung Quốc không thể theo kịp Mỹ về sức mạnh quân sự trong tương lai ngắn hạn, Trung Quốc cần có khả năng để buộc Mỹ trả giá. Tờ Global Times, một ấn phẩm phụ của People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết như vậy về kịch bản nổ ra đụng độ quân sự trên Biển Đông. Báo này đổ lỗi cho Mỹ can thiệp tranh chấp Biển Đông làm phức tạp tình hình và cho rằng tình hình có thể leo thang do phán quyết sắp tới từ Tòa trọng tài thường trực PCA của Liên Hợp Quốc. Với việc triển khai hai cụm tàu sân bay chiến đấu xung quanh Biển Đông, Mỹ muốn phô trương sức mạnh, chờ đợi sự phục tùng của Trung Quốc. Bài báo viết như vậy và cho biết thêm, Trung Quốc hy vọng tranh chấp có thể được giải quyết bằng đàm phán, nhưng cũng phải chuẩn bị cho bất cứ cuộc đối đầu quân sự nào. Điều này là lẽ thường trong quan hệ quốc tế. Tờ báo kêu gọi Trung Quốc đẩy nhanh phát triển năng lực răn đe quân sự. Tàu sân bay John Stennis và Ronald Reagan giữa tháng trước bắt đầu hoạt động chung tại vùng biển phía đông Philippines. Quan chức Hải quân Mỹ cho rằng việc triển khai hai tàu sân bay là dấu hiệu thể hiện sự cam kết của nước này đối với an ninh khu vực. Căng thẳng đang gia tăng khi PCA chuẩn bị ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7 về vụ Philippines kiện yêu sách đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông. Trung Quốc khăng khăng không theo kiện và đòi bác bỏ quyết định của tòa. Trung Quốc nhiều lần tỏ ra giận dữ với các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông. Bắc Kinh sẽ tổ chức đợt tập trận kéo dài 7 ngày ở vùng biển này, bắt đầu từ ngày mai. Trước thêm phán quyết của PCA, Trung Quốc đã phát động chiến dịch lôi kéo sự ủng hộ của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Bắc Kinh nói rằng có 60 nước ủng hộ lập trường Biển Đông của họ, trong đó chủ yếu là các nước ở châu Phi, Trung Đông và Trung Á. Tuy nhiên, nhiều quốc gia có tên trong danh sách đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố này của Trung Quốc.